chiến sào Khánh Hòa, sản vật quý hiếm từ đảo thiên nhiên. Trải qua hàng trăm năm, tinh hoa của trời đất đã kết tụ tại vùng đất Khánh Hòa, ban tặng cho con người một sản vật quý hiếm, đó là yến sào đảo thiên nhiên. Với truyền thống lịch sử lâu đời gắn liền với bí quyết ngành nghề, yến sào đảo thiên nhiên Khánh Hòa đã mang đến cho con người những giá trị bồi bổ sức khỏe mà không một loại thực phẩm nào thay thế được. Những hang động trên các đảo nằm giữa biển khơi đã hội tụ một loài chim quý và linh thiêng của muôn ngàn loài chim, đó là chim yến. Yến đảo thiên nhiên được giới khoa học xác định thuộc phân loài Gemini, khác hẳn với phân loài Amechanus chỉ làm tổ trong nhà thường thấy ở các nước ASEAN. Chim yến hàng Gemini sống giữa biển khơi nghìn trùng sóng vỗ, cùng với địa hóa, các thành phần hóa học và khoáng vật phong phú tại những vách đá treo leo hiểm trở là nền tảng làm giàu nguyên tố đa vi lượng. Cùng những sợi tơ từ nước giải của loài chim yến đã tạo ra tổ yến giá trị dinh dưỡng đặc biệt và mùi vị đặc trưng tuyệt hảo từ biển đảo thiên nhiên. Kết hợp đó như một sự sắp đặt của trời đất, yến đảo thiên nhiên còn có những tổ yến huyết, yến hồng có hàm lượng dinh dưỡng rất cao. Một sự đặc biệt của đặc biệt không nơi nào có được. Chất lượng yến sào đảo thiên nhiên Khánh Hòa đứng đầu thế giới được kiểm chứng chính xác từ các nhà nghiên cứu khoa học và khẳng định tại các thị trường chính của yến sào trên toàn thế giới. Yến sào Khánh Hòa chính hiệu được khai thác từ các hang đảo thiên nhiên vùng biển Khánh Hòa do công ty yến sào Khánh Hòa quản lý với quy trình bảo tồn, nhân đàn, phát triển và khai thác khép kín. Để thu hoạch tổ yến trên những vách đá dựng đứng, đòi hỏi những người thợ phải dẻo dai, lòng dũng cảm, trí tuệ và yêu nghề. Trải qua bao thế hệ, những người thợ khai thác yến ở công ty yến sào Khánh Hòa đã quá thành thạo với công việc khai thác, luôn nâng cao tay nghề để khai thác tổ yến được nguyên vẹn, chất lượng. Tùy đặc thù của từng hang mà thiết kế giàn giáo cho phù hợp với địa hình, những hang lớn phải làm hệ thống giàn giáo quy mô bằng mây, tre, hang treo leo. Người thợ phải thắt dây an toàn và hết sức tập trung mới thu hoạch được tổ. Đối với hang nhỏ, hẹp và thấp thì đi bộ vào. Hang nằm trong lòng núi thì phải lặn dưới dòng nước mới vào được bên trong. Còn hang quá nhỏ người không vào được thì dùng sào có đệm ở đầu đưa vào để thu hoạch tổ yến. Chính sự linh thiêng huyền bí, duy trì nội giống cao nên địa điểm sinh sống, vị trí làm tổ của loài chim yến là cả một huyền thoại. Sau khi người khai thác mang về, những tổ yến chất lượng từ vách đá keo leo hùng vĩ của đảo yến thiên nhiên Khánh Hòa, chính bàn tay khéo léo của những người công nhân đầy kinh nghiệm, chắc chiêu từng sợi yến 100% chất lượng nguyên thủy, đã mang giá trị dinh dưỡng của sản vật đến người tiêu dùng một cách hiệu quả nhất. Chỉ ở hai khâu, khai thác và chế biến đã là một sự tác hợp hài hòa. Trải qua hàng trăm năm, công nghệ chế biến yến sào vẫn giữ được phương pháp cổ truyền, đó là phương pháp duy nhất trực tiếp từ bàn tay của người thợ. Ngày nay, phương pháp cổ truyền đó vẫn được kết hợp hài hòa với công nghệ hiện đại. Qua đó, cũng thấy chuỗi giá trị từ ban tặng của trời đất đến công việc bảo vệ, nhân đàn, khai thác, chế biến rồi đến tay người tiêu dùng. Nhà máy chế biến nguyên liệu yến sào với hàng ngàn lao động nỗ lực làm việc liên tục mới cung cấp đủ sản phẩm cho thị trường và nguyên liệu đưa vào chế biến các dòng sản phẩm cao cấp. Vận dụng những gì mà tạo hóa mang lại,
kết hợp với việc đầu tư nhiều nhà máy với dây chuyền thiết bị công nghệ hiện đại, công ty Yến Sào Khánh Hòa cho ra 36 dòng sản phẩm phục vụ nhu cầu đời sống người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Tất cả các dòng sản phẩm đều có sản phẩm dành cho người ăn kiêng. Sản phẩm của công ty Yến Sào Khánh Hòa là sản phẩm phổ biến hóa giá trị bổ dưỡng từ yến sào đảo thiên nhiên Khánh Hòa đến cộng đồng và người dân lao động. Hiện nay, sản phẩm của công ty Yến Sào Khánh Hòa có mặt khắp toàn quốc và các nước trên thế giới với hơn 700 nhà phân phối, showroom, đại lý thông qua hệ thống phân phối. Giờ đây đã đưa tất cả 36 dòng sản phẩm đến tận tay mọi tầng lớp người dân cả nước sử dụng mà trước đây Yến Sào chỉ dành cho những buổi yến tiệc trong thời đại phong kiến. Các dòng sản phẩm cao cấp của công ty Yến Sào Khánh Hòa được người tiêu dùng trong nước hoàn toàn tin dùng bởi chất lượng và giá trị đặc biệt bổ dưỡng cho sức khỏe. Sản phẩm của công ty còn lan tỏa ra cộng đồng thế giới suốt nhiều năm qua. Thành tựu công ty đạt được nhờ vào sự quan tâm chỉ đạo xuyên suốt của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, sự hỗ trợ tích cực của Đại sứ quán, tham tán thương mại tại các nước. Trong các năm qua, công ty Yến Sào Khánh Hòa đã xúc tiến thương mại đến nhiều thị trường trên thế giới. Sản phẩm Yến Sào Khánh Hòa đã có mặt tại 21 nước trên thế giới. Đặc biệt, những thị trường nghiêm ngặt nhập khẩu thực phẩm như Hoa Kỳ, Úc, Hồng Kông. Ngay cả nền kinh tế lớn hàng top 10 thế giới là Hàn Quốc, Nhật Bản gần đây đã nhập khẩu sản phẩm yến lò của công ty Yến Sào Khánh Hòa, trị giá hợp đồng lớn và liên tục tăng trưởng. Riêng thị trường các nước ASEAN, công ty Yến Sào Khánh Hòa xây dựng các trung tâm thương mại phân phối tất cả các sản phẩm đến với người dân các nước, cộng đồng kiều bào và đáp ứng nhu cầu du khách. Cùng với sản xuất kinh doanh, công ty Yến Sào Khánh Hòa còn đầu tư nghiên cứu khoa học kết hợp với bí quyết ngành nghề đã thành công nhiều đề tài quý giá về chim yến. Sự thành công đó đã hình thành nên luận điểm khoa học, sự phát triển quần thể đàn chim yến gắn liền với sự hình thành các hang đảo yến mới. Đến nay, công ty phát triển lên 30 đảo với 154 hang yến trải dọc vùng biển Khánh Hòa. Không dừng ở đó, công ty đã phát triển nhiều đảo yến tại các địa phương duyên hải trên cả nước như Quảng Bình, Quảng Ngãi, Phú Yên, Ninh Thuận, Côn Đảo. Đó là mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm lâu dài nguồn nguyên liệu cho chế biến và phát triển tiềm lực kinh tế biển, ngành nghề yến sào Việt Nam. Với những nỗ lực đó, công ty Yến Sào Khánh Hòa đã nhận được nhiều giải thưởng lớn trong nước và quốc tế do các tổ chức uy tín trao tặng và nhiều danh hiệu cao quý khác do người tiêu dùng, cộng đồng trong và ngoài nước bình chọn. Yến Sào Khánh Hòa hướng đến giá trị vì lợi ích cộng đồng, bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững.